Không chờ được rồi, không chờ lý đáp. Sáng nay 16 tháng 3, ban tổ chức tiến hành trao giải và xuất phát chặng rồi. Cuối Vũng Tàu Bình Dương 120 km. Buổi lễ có sự xuất hiện của Phó Chủ tịch diễn viên Lý Nhã Kỳ. Và sau đây là những hình ảnh mới nhất được chúng tôi ghi lại trên đường đua. Tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và chúng tôi cũng tổng hiếu khách với một thành phố du lịch đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi. Sau khi kết thúc trận cá, chúng tôi sẽ cũng chia tay với thành phố biển Vũng Tàu để xin chúc sức khỏe các quý vị biểu cùng tất cả quân viên, vận viên lời chúc sức khỏe và chúc các đội thi đấu thành công ở trận chính. Xin trân trọng cảm ơn. Xe trưởng ban tổ chức giải cùng lên sân khấu để trao giải cho 5 vận động viên xuất sắc nhất chặng thi đấu thứ 8. Quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị, lễ trao giải chặng 8 giải xe đạp nữ quốc tế.